Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức tổng hợp 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc vợ cầm lái xe tải cán chồng tử vong ở tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan công an, người vợ cho biết trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, nạn nhân đã động tay động chân với vợ. Ngày 28 tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an thị xã Chân Thành điều tra vụ tai nạn xe tải do người vợ cầm lái cán chồng tử vong trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu chị Lê Thị Kim Hạnh, 40 tuổi, khai khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9, có xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Văn Lập, 43 tuổi, tại nhà riêng ở khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Trong khi cãi nhau, anh Lập dùng tay tác động vào mặt chị Hạnh. Do quá bực tức chị Hạnh liền đến lái xe tải loại 5 tấn của gia đình bỏ đi, thấy vậy anh Lập liền đuổi theo rồi bám vào kính xe tải, thấy chồng bám vào kính xe nhưng chị Hạnh vẫn tiếp tục chạy. Xe tải chạy được khoảng 500 mét thì anh Lập không may rơi xuống đất và bị bánh xe tải cán trúng. Phát hiện sự việc chị Hạnh đã hô hoán mọi người cho anh Lập đến trung tâm y tế thị xã Chân Thành cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Lập không qua khỏi, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân người chồng tử vong là do hành vi cố ý hay vô ý của người vợ. Quý vị thân mến, sáng 28 tháng 9, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh vừa khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 5 đối tượng bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Hoàng Văn Hùng sinh năm 1990, Trần Công Hoàng sinh năm 2000, Trần Công Dung sinh năm 1991, Trần Công Tuấn sinh năm 1996, cùng trú tại thôn Xuân Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh. Đinh Thị Thơm sinh năm 1976, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 5 năm 2024, do không có nghề nghiệp ổn định, nhóm đối tượng gồm Hùng, Hoàng, Dung và Tuấn đã lên kế hoạch lừa đảo. Các đối tượng sử dụng các số điện thoại rác, sim không chính chủ, gọi ngẫu nhiên đến nhiều người để tìm kiếm nạn nhân. Sau khi có người nghe máy, các đối tượng tự xưng là nhân viên của một nhà mạng và thông báo nạn nhân đã trúng thưởng những phần quà lớn như tiền mặt và xe máy SH trong chương trình tri ân khách hàng của công ty. Cụ thể, ngày 17 tháng 6, Hoàng Văn Hùng cùng các đồng phạm là Dung, Tuấn và Hoàng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh Nguyễn Văn S, trú thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đối tượng thông báo anh S trúng thưởng 200 triệu đồng và một xe máy SH, yêu cầu anh nộp tiền phí nhận giải bằng thẻ cào điện thoại. Tin tưởng anh S đã mua và nộp nhiều thẻ cào với tổng giá trị lên tới 74,5 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền này, các đối tượng chia nhau và tiếp tục lừa nạn nhân với các yêu cầu nộp thêm tiền để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Ngày 30 tháng 6, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tương tự và đã chiếm đoạt tổng cộng 53 triệu đồng của anh già Mỹ G, trú tỉnh Hà Giang. Trong vụ án này, Đinh Thị Thơm là người đã hỗ trợ nhóm lừa đảo bằng cách cung cấp sim rác cho các đối tượng. Thơm còn cam kết thu mua lại các mã thẻ cào mà nhóm lừa đảo chiếm đoạt được với giá trị 60% so với giá gốc, sau đó Thơm bán các mã thẻ này cho các đầu mối khác để kiếm lời. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, sáng 28 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Thủ tướng chia sẻ, hậu quả và những ảnh hưởng của cơn bão số 3 là hết sức nặng nề thiệt hại về người rất lớn, nhiều người mất tích vẫn chưa được tìm thấy, sang chấn tinh thần của một bộ phận nhân dân rất nặng nề. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với tinh thần làm việc cả ngày thứ Bảy vì đồng bào bão lũ, thiên tai, chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trên cơ sở đó thống nhất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng nêu rõ bão số 3, gia ghi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe cuộc sống và tinh thần của nhân dân. Hậu quả và những ảnh hưởng của cơn bão là hết sức nặng nề, thiệt hại về người rất lớn. Nhiều người mất tích vẫn chưa được tìm thấy, sang chấn tinh thần của một bộ phận nhân dân rất nặng nề. Nhiều gia đình vẫn phải ở trong những nơi ở tạm, nhiều bản làng, vẫn phải rất lâu mới có thể trở lại bình thường nhiều công trình hạ tầng cầu đường bị sập đổ đang được khắc phục để duy trì giao thông thông suốt cho người dân hạ tầng điện nước sóng được khẩn trương khôi phục hiện theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lực lượng quân đội đang tích cực xây dựng cầu phao tại khu vực cầu phong châu phú thọ bị sập nhiều chính sách của chính phủ đang được tích cực thực hiện để hỗ trợ người dân doanh nghiệp doanh nghiệp người dân chịu ảnh hưởng thiên tai đã phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường không trông chờ ý lại, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, đồng bào và doanh nghiệp trên cả nước. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 9 tháng 9 trong lúc đang mưa lũ do hoàng lưu bão, Bộ Chính trị đã họp chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung ứng phó với bão lũ. Với tinh thần nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị, các cuộc họp ban hành nhiều công điện, lãnh đạo chính phủ đã kiểm tra trực tiếp tại các địa phương, gần đây nhất là tổ chức hội nghị ngày 15 tháng 9. Ngay sau hội nghị ngày 17 tháng 9, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 143 NQ trên CP về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt, làm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế gần đây nhất ngày 27 tháng 9, thủ tướng ban hành công điện số 100 trên CDTTR ngày 27 tháng 9 năm 2024 yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ. Thay mặt chính phủ, thủ tướng biểu dương các thành viên chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành, các bộ ngành địa phương, đặc biệt là các lực lượng chủ công như quân đội, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương trực tiếp ứng phó tại hiện trường. Thủ tướng cũng biểu dương các tập đoàn trong lĩnh vực điện lực, viễn thông đã vào cuộc ngay tích cực. Cảm ơn nhân dân doanh nghiệp đã luôn chia sẻ, đồng hành, rất ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Thời gian của hội nghị ít, công việc nhiều, yêu cầu cao, đòi hỏi phải có hiệu quả ngay sau hội nghị. Với tinh thần tất cả vì nhân dân, tất cả về sự phát triển đất nước, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến, khẳng định những việc đã làm được làm tốt, chỉ rõ những việc làm chưa tốt, tồn tại, hạn chế, khó khăn. Đồng thời, góp ý vào văn bản chỉ đạo phù hợp là sản phẩm của hội nghị để tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu đề ra nhanh chóng ổn định tình hình, hỗ trợ nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt, làm phát, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Thưa quý vị, sau gần 30 năm đưa vào sử dụng, cầu sông Thai bắt qua sông Thai thuộc huyện Quảng Trạch bị xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa an toàn của hàng nghìn lượt người và xe qua lại trên cây cầu này hàng ngày. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình, cầu sông Thai trên đường tỉnh 558B thuộc huyện Quảng Trạch được đưa vào sử dụng năm 1998 cầu sông Thai có kết cấu 6 nhịp dài 180 m, mỗi nhịp được bố trí 3 dầm bê tông cốt thép thường với tải trọng thiết kế H10 x60. Cầu sông Thai sau gần 30 năm đưa vào sử dụng, bê tông thân trụ đã bị bung tróc, đặc biệt ở trụ T4 và trụ T5 còn bật loại cốt thép rỉ sét, vị trí cầu nằm ở vùng nhiễm mặn nên hiện tượng ăn mòn cốt thép rất nhanh tại hai đầu mố cầu bị sói lở, trôi hết vữa xây chỉ còn trơ lại đá học. Trên mặt cầu cũng bị bong tróc, nứt nẻ. Khe co giãn bằng cao su cốt thép đã bị hư hỏng nặng. Theo đánh giá của công ty sửa chữa đường bộ 2 Quảng Bình, đơn vị quản lý vận hành cầu sông Thai thì hiện cầu có nguy cơ sập cao. Nếu cầu sập, sẽ cô lập hàng ngàn hộ dân thuộc hai xã Quảng Kim, Quảng Hợp, thuộc huyện Quảng Trạch. Hiện tại cầu được cắm biển báo hạn chế tải trọng 10 tấn. Tuy nhiên, các lái xe tải chở keo tràm, xe chở vật liệu xây dựng và đặc biệt xe chở bê tông thương phẩm có trọng tải hơn 30 tấn vẫn thường xuyên qua lại cầu gây nguy hiểm đến tính mạng người điều khiển giao thông, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Để cảnh báo và bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị quản lý cho biết trong thời gian chờ xử lý sửa chữa cầu, cần cắm thêm biển báo cầu yếu thay biển báo hạn chế tải trọng 10 tấn sang biển báo 5 tấn, đồng thời cắm thêm biển phụ đi chậm khi qua cầu. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.